chương 1, GTNV, nghe chọn bộ tại mê audio com Kim Nhiêu, nữ. 18 tuổi, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Leo. Có anh trai là sư tử, hiền dịu Nét na, Hika Ngược lại nha, ở ngoài nhìn mạnh mẽ thơi chứ bên trong yếu đuối lắm. Bạn thân Bạch Dương, tất cả các sao. Thích sự cô đơn, màu trắng. Ăn mặc giản dị Bạch Dương. TKTT, con gái độc nhất của tập đoàn LNQ chuyên về thời trang. Tính cách dở dở ương ương. Cá tính, năng động ma kết. Chị hai tội nghiệp của song tử. Gia thế cô kém mấy chị kia. Hiền lành, tốt bụng. Nhiều lúc tính cách hơi thất thường gạch dưới cự dài. Bạn của các sao. Tốt bụng, thân thiện song ngư. Lạnh lùng, hi ca. Kiệm lời, bảo bình. Hiền dịu nết na yêu Thiên Bình nhưng cô biết anh có đáp lại tình cảm của cô cô. Nam Thiên Yết, lạnh lùng, đẹp dai, nhiều gái mê đến chết lên chết xuống. Đứng đầu danh sách sát gái, anh trai em em, xử nữ, hot boy, yêu Kim Nghiêu từ 5 năm trước Thiên Bình. Bình thường, nhiều lúc hơi điên điên song tử, tính cách thất thường, sáng nắng chiều mưa chưa thì có bão tối thì có bão. Em trai ma kết nhân mã hot boy có ông anh trai trời đánh là ti sư tử leo anh hai kim ngưu năng động rất yêu thương em gái mình Đéc du học ở bên mỹ tên gọi nhân vật như sau bạch dương b d kim ngưu cây n song ngư ti thiên bình ti b bảo bình b thiên yết ti sử nữ xN n song tử s sư tử leo nhân mã n em Cự giải shizuma kết m thanh mọi người đã ủng hộ chuyện của hika

uas j a h a v b a a h b a s u i a h v z n a s a b a b h b s a z w o p d u a u a s s s s n s z n b a d j k z b a z s n s s b h s w a p s s s b w h b a v a a s v b s s s b v s b a v e t z i a n s b a c Sắp xin a hát dios dip da z bigabis chuk ga et vs ts z bvd ven s i s n s a s a b s b j s n san x a an ZSZNS Sú San Dua Sa A Đúc S U O N Sú A Bu A Hoa Ha S H S H Sắp S S V W C A P O A Hoa O H B S V E S G B S D B A N O Z D U N B U H B D ANH SA IS NE S A I S S I O T Q U S N Q H Chương 2 Second Kiss Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, ngày sửa ngày xưa, có một tiểu thư bị nhốt trong một tòa tháp, Bi bd khoan khoan, tao có ý kiến cây en nói phải gọi là công chúa mới đúng. Tiểu thư, công chúa, tiểu thư, cả bi đi lẫn cây đều cãi nhau ầm ĩ làm cho ai đó muốn tức điên lên mà cô được để CG làm trọng tài. Cây ok, chơi luôn. Cự giải, ải, 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 tao nè mày. CG từ đâu chui ra nói mày làm trọng tài đi, cây yes, hai cô nương. Một lúc sau, có mà cả tiếng sau, kết quả là. SNKNCZKNXNKNTKNSTBDMKBDNMKNBBKNTBBD kết quả là KNTH, bọn mày câm ngay cho tao, ti hét lên, hi ca. Đếch nghe nhạc mà bị làm phiền thì mệt lắm. Cả bọn im thiên thít vì ai cũng biết một khi ti tức giận thì cả lũ chỉ có một con đường. Là chết cô thì sao, một giọng nói trong trẻo ngọt ngào như kẹo vang lên hừ. Tì khẽ nhếch mép tạo thành một đường cong hoàn mỹ thì chết. Tì trả lời một cách lạnh lùng, vô cảm khiến ai cũng thấy lạnh sống lưng. Ok. Cây trả lời một cách bình thản coi như chưa nghe một cái gì hết thích thì chiều. 1s, 2s, 3s. Sạch tiếng rút súng vang lên. Tì đã chuẩn bị đi xuống 18 tầng địa ngục để gặp tử thần Hika. Rất tiếc cho anh ti là chị cây của TG từ bé đã tập bắn súng nên so với khoản này thì anh sẽ thua, phụt, vấc, anh ti đã bị cây bắn nước vào mặt, súng nước, 1 s, 2 s, ti vận dụng hết chất xám ra thì mới biết là mình bị lừa. Khuôn mặt điển trai của anh từ từ chuyển thành màu xám sầm xám xịt và đầu anh đét từ từ bốc khói nghi ngút. Trong đầu anh bây giờ như chiếc tàu lửa đét bốc khói cây en cô đứng lại cho tôi ti hét long trời lở đất khiến tòa nhà của leo như sắp nứt ra rồi hika sức công phá ghê thật sao ngưỡng mộ sao ngu gì mà đứng lại để anh đánh tôi lè lè mà a hát vặn nhỏ âm lượng lại đi cô thì kẻo sập nhà anh hai tôi đấy anh hai mà biết thì anh chết chắc đó nghe không hika ảo tưởng quá chị ơi bây giờ cô có đứng lại cô hả, never, hai người cứ thế vừa hét vừa chạy quanh nhà khiến 11 sao ngồi đấy chỉ biết lắc đầu ngồi nhìn nhau cười cái tính trẻ con của hai người đó. Bỗng, dầm, cây en ngã xuống cầu thang. Khi tỉnh dậy, cô có cảm giác cô đau mà chỉ thấy có cái gì đó đét ở dưới môi mình, bèn mở mắt thì cô nhìn thấy cái cảnh mà cô cô nên thấy. Vác, cô đét mắt chạm mắt, mặt chạm mặt, môi chạm môi với ti cô chàng ngồi dậy sờ lên môi mình và hét lên, hu. Hu, second kiss của tôi, cây en vừa nói vừa đánh ti ti cũng ngồi dậy nhăn mặt và nói. Đau, sao cô đánh mạnh thế, sorry. Anh đau à, tôi cô cố, cố tình đâu, tôi chỉ cố ý thôi. Cây nhấn mạnh chữ hừ. Cô thử nghĩ xem tôi đã bị ngã rồi lại bị con heo như cô đè lên xem cô có đau cô. Đáng đời, ai bảo lúc tôi ngã anh chay ra đỡ làm chi tôi, nói đến đây ti vội cứng họng thôi, a hát đứng dậy đi, lên phòng tôi băng bó vết thương cho, ừm. Nói rồi, cô đưa ti lên phòng mình, rồi băng bó cho ti. chương 3, Demon Y và New Moon 1. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Căn phòng của cây có gam màu tím nhạt, trông thật cô đơn và lạnh lẽo. Cây en bảo ti ngồi lên chiếc giường ngủ màu trắng pha lẫn chút màu xanh của biển cả rồi cô đi lấy chiếc hộp y tế. Ti nói, gạch dưới lúc nãy cô nói xe cần kiss là thế nào, gạch dưới đần, gạch dưới rốt cuộc là thế nào. Ti bắt đầu gắt lên gạch dưới năm tôi 14 tuổi tôi đã trao nụ hôn đầu cho một người cô đáng để tôi yêu. Tôi thật sai lầm, nói đến đây cây en bắt đầu hạ giọng xuống. Tì thấy vậy cũng bắt đầu cảm thấy thương cho cây en. Tì nhìn trên khóe mắt cô bắt đầu có một ít nước mắt vẫn chưa lăn xuống đã bị một bàn tay trắng nõn lâu đi. Tì nhìn thấy vậy lấy làm lạ vì thường ngày anh cho rằng cô rất mạnh mẽ nhưng giờ suy nghĩ đó đã được dập tắt và thay bằng một suy nghĩ khác. Thật sự thú vị, gạch dưới xong rồi đó. Cây en nói câu đấy thì anh mới từ trên trời trở về thế giới thực ưm cảm ơn cô, cô có gì, sao cô nặng thế, đâu, tôi rất chi là bình thường, bình thường cái con khỉ nhà cô, nặng như heo. Còn anh là cây en cứng họng chưa biết nói gì tôi sao, đẹp trai lai láng đúng cô, ọe, chết cô rồi nhé. Chưa gì đã có thai với thằng nào rồi. Leo mà biết thì cô sẽ thế nào nhỉ? Ti xoa cầm trông như đếch suy nghĩ điều gì đó anh cẩn thận cái mồm cô thì sẽ có ngày cái mồm của anh sẽ bị tôi tát lệch mặt cho đỡ nói luôn đó, khỏi cần cô nhắc tôi sẽ ít nói chữ cô câm. Biết thế thì ngoan, cô có muốn chết cô hả, cô tôi còn yêu đời lắm, đồ con heo, anh. Đồ biến thái, đồ con heo, đồ biến thái cả hai người cứ cãi nhau mà cô biết rằng có hai con người mất nét đét đứng ngoài nghe chuyện, dầm, cả hai người ngã hỏng hết cả cửa phòng cây en, anh. Hai, anh đây, sao hai người ở đây? Cả cây en và ti cô hẹn mà nói thì anh vừa về, leo đứng dậy phủi bộ quần áo của mình rồi nói còn cậu, cây en quay sang nói với NM em, em thì nên đây đi Washington DC thì gặp anh leo nên. Anh hai ơi, mấy giờ rồi, 18 giờ 45 56 giây mời mọi người ra ngoài, cây en nói xong câu đó quay ra đá bay ti và en em giớ ngoài còn leo thì. Cũng vậy nốt t, g, dã man hơn con ngan, hay. Đi ăn cô sn. Anh hai tao bao, cây en nói oát. Sao lại là anh, leo hốt hoảng kêu như người sắp cạn tiền trả anh cô thì em chắc. Anh mới về nước phải khao mọi người đi chứ. Hay là ánh mắt của cây en sáng rực lên, trong ánh mắt đó chứa những điều mà mọi người cô thể tưởng được rồi rồi, anh chịu thua, leo đưa hai tay lên như tội phạm đầu hàng mơn anh hai nhiều. Cây en chạy ra ôm lấy leo cô có gì, nào mọi người, đi ăn thôi. Let go. Cả bọn đồng thanh trừ ti và SN đến nhà hàng Pháp nổi tiếng, cả bọn xuống xe rồi đi vào kêu hết đồ ăn ra và ngồi ăn khiến leo mắt chữ A, mồm chữ O luôn chứ chẳng đùa một bàn thức ăn to đùng dọn lên thế là 30, sau, vâng đã chiến sạch sẽ anh hai về trước đi nhé. Em có việc bận nên sẽ đi về sau, ừ, nhớ đi cẩn thận và về sớm nhé, bye anh hai. Bye. Sau khi nhóm của KND đi khỏi, Leo cũng bắt đầu nói gì đó với mọi người rồi cũng đi mất hút, cô thấy đâu cả TG, xin lỗi mọi người nhiều. Dạo này MK đang bận học để thi nên thời gian ra chương chậm và chương này hơi ngắn xin lỗi mọi người nhiều ạ, à. mong mọi người vẫn ủng hộ chuyện của mình. Mơn mọi người nhiều ạ. À. Chương 4, Demon Y và New Moon 2. Nghe chọn bộ tại mê audio com Tại quán ba LNN, quán ba lớn nhất thành phố, ở một căn phòng VIP 1, có 6 người con trai đẹp trai tựa như những thiên sứ. Mỗi người một việc. Rồ về sáu người con trai này gạch dưới David XN. Bang chủ của bang mần oai lạnh lùng, lạnh hơn gió mùa đông bắc, độc ác, lạnh như tảng băng di động đẹp trai cô ai sánh bằng. Deck đứng dựa vào góc khuất nhất, tối nhất của phòng Leoski, Leo, bang chủ hai của bang Demon Y. Lạnh lùng, tốt bụng, đẹp trai. Deck cắm đầu cắm cổ đọc sách, Grand NM, phó bang Demon Y. Tốt bụng, thân thiện, vui tính, đẹp trai, nhiều lúc hơi điên. Deck cầm điện thoại chat chít với gái gạch dưới Vic TB, phó bang Demon Y lạnh tốt, đếch ngủ, ặc gạch dưới. Priority, bang chủ bang LNN, một bang đứng sau bang diamond OHTE cùng tổ chức. Đếch nghe nhạc gạch dưới Ken ST, phó bang LNN. Đếch uống rượi còn về phần sáu cô gái nhà ta gạch dưới Snow KN. Bang chủ bang New Moon nhưng ít ai biết, chỉ những người bạn của cô mới biết. Lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn, giết người cô nương tay mặc một chiếc váy dài đến gối màu trắng, cô hở hang nhưng trông vẫn quyến rũ làm bọn con trai trong quán bar này chết vì nhan sắc của cô mặc dù cô đã đeo mặt nạ che một nửa khuôn mặt Win đi đi. Lạnh lùng, ác, dã man, đây là tất cả những vốn từ thể hiện sự độc ác trong BD. Mặc chiếc váy cúc ngực màu đen, trông co rất quyến rũ, sexy. Đeo mặt nạ màu bạc đính ruby. Phó bang New Moon. Nhưng thật ra Đéc làm băng chủ trong bang thay cho Snow Rain SN. Phó băng New Moon, lạnh còn hơn cả băng ở ngoài Bắc Cực Hika. Lạnh quá, rét run cả người. Ít nói, đeo mặt nạ màu đen, đính ngọc, mặc váy dài đến đầu gối như snow, màu tím. Cô mang một vẻ quyến rũ đến lạ, bất cứ ai cũng phải ngước nhìn và say đắm nhan sắc của cô gạch dưới Sandy CG bang chủ bang anx một bang đứng sau bang new moon trong cùng một hội lạnh tốt mặc chiếc áo đến ngực khoác thêm chiếc áo khoác màu đen mặc quần sót đeo mặt nạ màu tím gạch dưới black sky bb thân thiện vui tính nhưng trong lúc chiến đấu phòng thủ tốt nhất mặc váy cúc ngực màu bạc đeo mặt nạ màu tím nhạt hợp với màu da của cô phó bang gạch dưới red apple mk thân thiện, hiền lành nhưng trong lúc chiến đấu lạnh lùng, giết người như bứt hoa. Đeo mặt nạ màu đen pha tì trắng. Phó băng hai trở lại câu chuyện dầm tiếng chiếc cửa phòng VIP một đã bị gãy dưới đôi chân ngọc ngà của bibi trả người. Tiếng SN vang lên dưới âm độ làm cho mấy người nghe dùng mình, lạnh thấu xương, cô em làm gì mà ghê vậy, cái gì cũng phải từ từ chứ, Ren nói bằng cái giọng hơi hơi, dâm dê, tránh xa tôi ra. SN nói bằng một cái giọng lạnh lùng, như muốn giết người, Hika. Nên tránh xa, được thôi, tùy cô em vậy, nói về chủ đề chính đi, Leoski lên tiếng một câu thôi. Chả người. BB lên tiếng thay cho KN3 điều kiện, đến giờ David mới từ đâu chui ra nói như ma hiện hồn kiêm lẫn chất giọng cực lạnh lùng, có thể gọi là dưới dưới cả âm độ, Hika. A da, hát, xì, cảm ói nói win lạnh lùng nói thứ nhất cho xem băng chủ thật trong băng new moon leoski nói thứ hai đua xe giữa hai băng chủ ken tiếp lời thứ ba chúng tôi muốn nếu như chúng tôi thắng trong trận đua xe tử thần thì cả hai băng nhóm sẽ hợp tác với nhau vích thêm lời um win trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi nói đồng ý đại tỷ ra đi um, vâng, một âm thanh lạnh ngắt vang lên làm ai cũng dùng mình còn tiếp chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mong các BN ủng hộ chuyện mình. Chương Nam, ngày đầu đi học, nghe chọn bộ tại mê audio com T, G, T, G muốn cảm ơn một số BN đã góp ý cho MK để có thể sửa lỗi. Từ bây giờ, MK sẽ cố gắng sửa để LM cho chuyện trở nên hay hơn. Mk đã quay lại và lợi hại hơn xưa mặc dù mk chưa đăng chép mới do vội quá nên mk mượn luôn chép này để thông báo cho các bn là mk đã trở lại tuần sau mk sẽ bắt đầu ra chương mới nhân tiện mk muốn các bn đọc thử chuyện em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao để cho mk xin ý kiến nhé đây là chuyện của bn mk mk muốn gt cho các bn bay ủng hộ chuyện mk nhé cảm ơn rất nhiều. Xung quanh căn phòng chỉ có một màu đen, càng ngày càng yên tĩnh, giờ chỉ còn những tiếng thở vì hồi hộp. Đột nhiên trong căn phòng tĩnh lặng đó vang lên một tiếng bước chân, cộp. Cộp, tiếng giày của một người nào đó vang lên, tuy chỉ là một tiếng giày vang lên chưa phát ra một tiếng âm thanh nào từ miệng nhưng tiếng đôi giày đó bước vào đã làm cho cả hai bang dùng mình. Lạnh thấu xương, từ xương đến tủy, chỉ có Trừ Win và David là có vẻ đã quen từ từ, một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến căn phòng này trở nên đầy sát khí, điều một đã hoàn thiện. Và đây chính là Snow, cô đứng bên cạnh Win, đó cũng là nơi có nhiều ánh sáng nên Snow lộ rõ khuôn mặt trắng cô tì vết đại tỷ, Red Red Apple, nói gì, tỷ muốn thực hiện hết, ừm. Khoan đã, cô chưa tháo mặt nạ ra, Leoski lên tiếng hừ, Win khẽ nhếch môi trong điều kiện một, các anh có nói là Snow phải cởi mặt nạ ư, cô. Cô, Leoski cứng họng thôi được rồi, tiếp điều kiện thứ hai Ken nói khi nào bắt đầu, sờ Nâu nói chiều mai, 15 giờ, David nếu chúng tôi thắng, tùy, về. Sờ Nâu ra hiệu lệnh cho hai bang của cô kết thúc buổi tối đáng sợ đó. Sáng hôm sau. Tại một căn biệt thự màu trắng pha lẫn tím, biệt thự của Leo và KN trong căn bếp của cô anh hai ới ời ơi, ơi, à vâng, mới sáng sớm mà cây en đã gọi leo bằng một giọng cực ngọt luôn ơi, anh đây, leo từ từ bước xuống cầu thang uể oải nói xuống ăn sáng đi anh, còn đi học nữa. Um, lâu lâu mới được ăn lại món ăn em nấu, không biết nó sẽ như nào nhỉ, đảm bảo anh ăn sóc đau bụng chết luôn đi đi từ đâu chen vô ngồi xổm trong họng cây en luôn ăn sóc vô viện còn kịp nếu cô thì chỉ có đường trầu diêm vương en em nói thêm câu làm cây en muốn ói máu còn leo thì cười sằng sạc tê mất hình tượng quá đến làm gì cây en nói ăn sáng chứ còn làm gì một hai ba bốn tổng cộng cả mười nói tiện thể hét lên dùm cây en để leo tỉnh ngủ hờ lúc nào cũng chỉ biết đi ăn trực là giỏi cây en thôi vào ăn sáng đi mk nói cứ như đéc ở nhà của mình ai cho mày vào tao nói cho mày vào à mày cho tao vào mày nói lúc nào tao quên rồi mày nghe lộn hả tao nói chỉ cho bdt leo snst bb TB, cg vào ăn thôi mà đâu bảo mày vào ăn đâu bộ nhận vơ hả hư mk hất tóc nói mày cô cho thì thôi tao đi ăn chỗ khác Ờ, thích đi đâu thì đi. Ijon, tê Ok, ờ, thích đi đâu thì đi. Tao không quan tâm. Ok, Bye m, n, tui đi chơi đây, thế mày cô đi học à, bi đi lên tiếng ử nhỉ. Tao quên mất. Thôi vô ăn sáng đi còn đi học, có đứa nào đó cô cho tao vào. MK nói một hồi đủ để ai đó hiểu người ta đét nói họ tao cô cho mày vào nhưng mày vào rồi đó, KN, biết, ăn sáng đi. XN đói meo bụng kêu lên rồi khoác vai cây en lôi cô vào bàn để ăn sáng thế là cả bọn ngồi ăn trong một cô khí u ấm, muốn giết chết ai đó 30, sau, đi học thôi, NM em đi đi, cô tiễn, dê. 11 các anh các chị đồng thanh nói mọi người cô đi à, tôi đi đây, ờ, đi đi. Tí nữa bọn tôi đi bằng ô tô, MK nói vậy tôi ở lại, tí nữa mấy người học lớp nào. ST chỉ vô mấy cô gái mày ăn nói với chị mày như thế à, MK cốc đầu cậu em mình một cái xin lỗi, lần sau em sẽ ăn nói cẩn thận hơn, ờ, mà hỏi tụi tôi vào lớp nào làm gì. BB thì xem có học cùng lớp cô thôi, yên tâm, ca học cùng đâu mà lo. KN nói một câu chắc nịch nếu có làm sao, ti vậy nếu không thì sao, nếu có thì cua nhỏ sẽ là người của tôi, ok. Nghĩ gì cha, đừng lôi tui vào, si di từ đâu đó chui ra thích, làm gì được nhau, cả hai nói.